Chơi không? Chơi phòng cô. Đây là ca sĩ Chế Phong ha mọi người. Này anh về hồi mấy giờ anh Phong? 4 giờ sáng. 4 giờ sáng anh chạy là tới đây mới tới luôn ha. Ừ, tới 5 giờ mấy rồi. 5 giờ mấy? 6 giờ sáng rồi. Dạ. Sáng. Ừ. Mua trái cây. Dạ. Chút nữa rồi anh cũng đi rồi chung. Hai lại dính đây giờ. Vâng như vào trong đây ra. Anh này là bác sĩ kết thúc chưa phải chưa phải. Cũng phải vượt lên chính mình. Theo quyền linh là vượt lên chính mình. Hôm bữa anh lên Lô Dung đánh chơi chỗ nào anh không? Cái gì thắng hả? Long Thắng hả? Long Thắng đúng rồi, đúng rồi. Sao anh biết ai vậy? Em trên đó đó. Ủa? Ông là Lô Dung đó mà. À vậy hả? Dạ. Anh tới nghe gì chợ? Chợ Long Thắng hả? Chợ ngã năm. Ngã năm đang hả? Ngã năm 200. Nhà em thì khu trên đó. À. Mấy anh em Thành Lộc dưới bên tầng dưới là trong lô vô rồi đó. Dạ. Về chẳng. Ừ, ngồi nữa vô chẳng. Thầy Bằng đi trước hả? Chia xe ra đi nha. Có anh Thuyên đi nữa thì ở đủ xe rồi. Bằng vô trước không? Rồi sắp xếp đi. Rồi
vô vô lại mới tới hả chị? Cái là tình bạn quý lắm đó. Ừ. Ừ. Mấy anh em đi bằng xe hơi hả? Mấy anh đeo cầm đi bằng cộng quý trời. Xíu cổ quá luôn hả? Ủa mình chơi phòng đi rồi. Phòng dịch mình. Đi mình không? Đi với ca sĩ Vân Măng Nghĩa. Đi với ca sĩ Trên Bảo. Đây là Vân Măng Nghĩa. Chia bài sau này là Tính Đồ Cổ. Tính Đồ Cổ là phải Đồng Tháp. Đi xe bằng xe lôi xe. Đây ca sĩ chơi phòng hả mọi người. Thì bữa nay xuống 49 ngày của anh Long ha. Thì ảnh là lúc nào cũng trực tiếp thôi. Chú Vân Hoàng Tiền Giang á. Tiền Anh chỗ nào? Mẹ là ở Lan Trong là tính tiền đó mà nó không tính tiền đó. Dạ, cũng không gặp. Hay không? Dạ. Cách xa đét đó, không bệnh hay gì? Nó đâu nhậu nhẹt cái đồ bệnh. Không, mày bữa hôm để mình chạy phải không? Bữa hôm để mình chạy phải không? Tại sao? Nó mày bữa hôm để mình chạy phải không? Không, chạy không? Còn không? Chưa lấy nè. Đi Sài Gòn chạy về luôn hả? Nói về năm mấy. Rồi anh cũng đi theo luôn hả? Thank you.